Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay kênh Chisa Channel sẽ thực hiện một món gà nướng bằng phương pháp là mắt khén và hạt dổi ở trên Tây Bắc, và mình sẽ trải nghiệm thử xem cái món mắt khén hạt dổi này nướng với gà thì cái cảm giác nó sẽ như thế nào so với lại món gà nướng muối ớt nha. Bây giờ chúng ta hãy bắt tay vào làm. Dạ, nhưng mà thiệt. Ghim nó lẹ quá. Nè, bỏ nhiều vào. Không, bỏ nhiều vào nó mới mồi được. Đó. Mồi nó cháy được mấy cây luôn. Mồi được rồi. Sao mấy cây sắt vậy? Tự cắt mấy cái đai cắt ly ra vậy nè. Ờ được rồi. Nó giúp cơ. Đang đào á. Cua độ. Cua độ cá độ. Cá độ vụ gì nữa? Cá độ vụ đi hoặc không đi. Hello, bây giờ mình sẽ giới thiệu với các bạn, đây là hai đầu bếp mình mới tuyển trên Sài Gòn xuống mới hạ cánh vào lúc 9 giờ sáng nay thôi. Lữ Phụng Tiên, MasterChef Tiên, MasterChef Ham Rama Bình Định. Rồi this is Ê, cố lên coi. Tô Vương ở Thái Lan quá vậy các bạn. MasterChef Thailand. Ở trên tay mình làm mắt khén đây. Bây giờ mình chuẩn bị giã mắt khén dùng với hạt dổi, xong rồi mình bỏ vô mình ướp với gà nha. Đây. Thơm lắm. Không để tưởng tượng. Nói chung hiện tại là hai đầu bếp đang thực hiện hai cái món gọi là gà nướng theo kiểu, một là theo kiểu mắt khén hạt dổi tôi ở Tây Bắc, và một là theo truyền thống ở miền Nam trong này.
Yeah, nhìn cái vẻ đầu bếp master. Làm hả tiếc, lại mà chưa có lái luôn ngón tay không ngoài. Thấy cái tay master cá master Lữ Phụng Tiên. Rồi, sơ sơ lá chanh cho nó thơm. Cả mấy khén nó thơm dữ vậy. Tối nay đi ăn, ngày mai mới ăn bạc. Ăn gì bác đây? Chào bác Liên Thuông, chào đó. Ủa chứ phải bác Liên nói làm cái gì hả? Làm gì? Cái gì mà... là cái hỗn hợp ướp gà theo kiểu miền Nam. Ở nhà làm hả? Miền Nam nha các bạn, không phải mấy khác không giỏi nha. Đi ăn đi con ơi. Đầu bếp làm xong hướng dẫn cho mọi người hết đầu bếp. Bác Liên không có phần này rồi. Bác Liên mình lười lắm. Chẹp nó mình cột vô là mình quay thôi. Con này thì để làm mấy khén đi. Con nào con nào? Con này. Rồi. Con này để mình làm mấy kiểu cá đi. Đâu, đầu bếp này nhắm rồi thấy chuyên nghiệp với ta. Ghê quá ha, chuyện á bất tiện. Nhắm thử vừa không ăn đầu bếp. Nhắm thử gà thử nó vừa không anh. Cái đầu gà nó vừa không anh. Để cho nó ráo cái đó rồi giả cái đó đi. Mẹ bắt đi uống nước đi. Thôi bắt. Rồi để đi. Đó nước đó. Có một vấn đề phát sinh là bây giờ không có cái đồ thiết bị để mà kẹp con gà để nướng như thế nào. Đó kẹp như thế này. Đây khó khăn đây. Bây giờ kiếm cái cây á xỏ lộn vô đây nè cho nó canh hai bên. Trong khi đó Master Ngô Vương đang chỉ ra một cái phương pháp mới, xỏ hai cây bên tôi thấy không hiệu quả tí nào, bỏ đi. Bỏ vô hộp. Đó mình kẹp về luôn đi. Kẹp vậy nó không bành ra. Kẹp vậy nó nướng nó ở trong nó không chín. Chín hồi bữa nướng chín. Hôm bữa tao nướng nguyên cái chín mà. Bây giờ anh kẹp vậy kẹp vậy luôn ha. Ừ. Anh quay vậy luôn đó. Mình nó lâu. Ừ. Lắm. Chín xong chín. Ủa chứ không để lên cái dĩ sắt. Được hả? Không, dĩ sắt. Bây giờ có dĩ sắt không? Kiếm một cái. Nè. Đâu rồi gì? Cái kẹp bây giờ con. Cái chỉ á. Nó không bành ra được, được không? Xiên hai cái hai bên vậy nè. Ví dụ con gà đây đúng không? Thì mình vớt hai cái nhọn mà chỉ lên đây, chỉ hai cái hai bên cái đùi đó rồi đem lên nướng rồi trở qua trở lại.
mạnh mẽ quá, tiền mạnh mẽ quá. Sếp tiền mạnh mẽ quá tiền ơi. Gà nó xiên nó qua luôn. Ấy giờ vừa nó không giống như cái cày này, nó giờ bữa xì quay quay không được cái chứ nó. Tay mình trở tay mình tay cũng được, mình trở tay cũng được cho nó. Đây là công đoạn xiên gà để gà có thể tắm trên ngọn lửa hồng. Hay quá ha. Tắm luôn ha. Tắm luôn gà ha. Xong rồi gà tắm xong rồi mình mới chiếc lại nó mới giữ được cái cây nó khỏi dẹp, nó mình quay thì nó khỏi bị tuột ra. Có cái bấm này đó. Không kêu ba lấy cái bấm mò, mò tới luôn tới không má. À, có cái đồ kẹp kẽm không, cắt kẽm cái kìm. Rồi. Ra đi chơi đi, thang nó tàn mà. Nướng con này trước rồi nướng con kia sau hả? Ừ, vậy đi. Rồi thôi mày ướp được chưa? Ướp cái con này đi. Rồi, okay. Nướng con này trước đi. Nướng con này trước đi cho gà nhẹn ra. Xem một hồi vất vả. Cuối cùng cái đầu đó chị. Kẹp nướng cột sau. Cái đầu mày cho nó cột lên cái bó cây luôn. Không có phần kém nữa, cột sau. Cho nó cái cây luôn, cái đầu đó. Ấy vậy cái này sao mà ướp lá vô được. Vâng. Tới ngay chỗ cái thùng kia thấy cái kèm lên chỗ thùng. Nó là vậy nè. Tôi thấy nó lên chút. Anh nó quay được, không quay được. Nó lên cái thùng bự á. Ờ đi tới đây. Tu quá nhiều quá vậy. Ê tao bỏ thêm củi vô nha. Không để có lửa than sợ nó tàn hết cho lên mẹ nó kìa. Này có kẽm nè. Quá trời kẽm nè. Thịt gà đang bắt đầu săn lại. Da gà vàng ươm. Gà xong hơi. Ôi da, nóng quá. Sao con mẹ nóng quá. Con đang làm gì đó Vương? Con đang lạc ướp bỏ vô đây. Chi vậy? Đếp mặt nạ. Đếp mặt nạ cho gà hả? Dạ. Ờ con đắp cho gà đi xong hồi lát cái cho nó tắm xong hơi. Cho nó xông hơi lửa hồng. Xông hơi khói. Đây là món chuẩn bị ướp món gà mắt khén hạt dổi. Cho xí ớt vô nữa. Gà đây là gà tơ nha. Đây bùng trứng. Đây là mắt khén trộn chung với hạt dổi. Giã đều xong hồi lát cái ướp chung với gà. Thơm à. Chuyên nghiệp quá Tiên ạ. Vương ơi. Giả lên mà nó có nghe mùi, hử thấy mùi mùi ấy à. The the. Xong rồi ai lỡ ư? Nó nhìn buồn trứng thiệt, nước miếng chảy vòng vòng á mấy mấy. Gà này chuẩn bị đẻ đó. Đủ, gà mới giàu luôn á. Ừ. Lựa là phải lựa, nghiên cứu lựa. Bắt tối hôm qua đi bắt gà hả, cực khổ lắm nha. Gà nó đâu phải ở trong chuồng đâu. Gà tao là nó ở ngoài rẫy mà. Ngủ trên cây hả? Ừ, nó ngủ trên cây mà. Đó, đây gà, đây gà, đây là gà. Gà thả vườn đúng nghĩa luôn á. Nó không ở trong chuồng à. Chỉ có mấy con đẻ thì nó vô trong chuồng nó ấy thôi à. Nó đẻ hoài hồ tiêu không? Ít lắm. Đa số nó về gần nhà nó đẻ. Chứ không phải nó đẻ ngoài luôn à. Không mày, đẻ ngoài chó hốt hết sao.
con bia nó thèm thuồng miếng chảy nhỏ nhỏ. Nó mà nghe tiếng gà một phát một thôi là nó làm như tim nó rụng rồi. Nó làm như đồ ăn sắp tới rồi. Mà bất kể nó thấy con gì cũng vậy nha. Nó thấy con tắc kè, nó thấy con gì rồi nó thấy như kẻ thù của nó vậy. Quay con gà. Nãy bỏ muối nhiều không này không? Hồi nãy á. Vừa ăn chẹp nữa, lỡ nó có lạc quá thì chấm. Thì chấm với mấy khén để lại. Ồ em dẻ mấy cái lá chanh vô thôi tôi tí. Có lá chanh trong đó. Đừng nói có lá chanh dưa lá gì đó. Không. Quán dưa lấy cái xét quán chanh vô. Ngủ dị hương. Một đi để tao làm nữa. Đi quán luôn mày. Rồi để đó. Xong rồi đó, cái món đó là chuẩn bị gà mấy khén. Ok quay chứ. Quay còn chị. Đây là gà đã ướp mắt khén hạt chuối. Thì ớt nữa. Gà có vẻ đây là rất là thấm. Gà đã được ướp đắp mặt nạ bằng mắt khén hạt chuối. Chuẩn bị được xong hơi nữa. Đúng một bài là ta luôn. Chưa. Trước mắt chúng ta là hai con gà đang nướng trên than. Một con nướng theo kiểu Tây Bắc và một con nướng theo kiểu miền trong này.
Master Chip Lữ Phùng Tiên. Đằng xa xa là Master Chip Ngô Quốc Vương. Đây gần gần là Chipper Chip. Chipper Chip. Xin bé Bự cho biết cảm giác bé Bự vào ngày hôm nay khi nướng gà theo hai phương pháp mới lạ này. Tôi cảm thấy rất là thèm thuồng khi mà mở gà nó chảy xuống dưới cái lửa đây, nó kêu xèo xèo đây. Một lát tôi sẽ ăn gà nướng theo kiểu Tây Bắc trước. Tại vì đây là lần đầu tiên tôi ăn theo cái kiểu này. Nướng gà sắp xong. Bây giờ chúng ta chuyển sang công đoạn là chuẩn bị để chuẩn bị cái bàn tiệc, để chuẩn bị chúng ta thưởng thức hai món gà này. Nước chấm mắt khé hạt dổi và chanh, xí chanh thơm. Trời ơi, hấp dẫn quá. Mặn không mày? Trộn luôn. Trộn vô chén này. Ừ, lát rồi tao vô tao múc thêm miếng muối với lại tiêu nữa. Hứ, tiêu với mày cho thêm ít bột ngọt nữa. Ừ. Thank you.
Đổ mọi hộp luôn. Nóng quá, nóng. Nóng, nóng thiệt nóng luôn. Nóng ha bữa nay. Đem máy lạnh lại đi. Thời tiết khắc nghiệt. Nóng nóng mình đổ một hồi nữa. Quá nóng luôn. Ngon quá. Cái con đó là nướng kiểu Đông Nam Bộ, còn con này là nướng Tây Bắc Bộ. Đây đẹp thiệt đó, mấy gà đẹp thiệt đó. Mà thua một cái nó không có màu ha. Dĩ nhìn dĩ là gì? Như vậy là quá ok rồi. Trời ơi, ta màu mà hả? Trời ơi, màu có mực ong ấy. Vậy là đẹp ơi. Mực ong của dĩ nhìn thấy màu nó còn không đẹp bằng cái này. Dĩ đây đây, dĩ coi con này. Đây nè, con này, con này màu nè. Bây giờ có ai chấm nước tương không vô luôn là miếng nước tương. Vừa ơi, đó là chua ngọt á phải không? Vừa ăn à. Vừa ăn à phải không? Vừa. Lấy ngồi vô đi, ngồi vô, ổn định vị trí đi. Vị trí đi. Nè, Đắc Liên có nước ngọt chưa? Nước ngọt gì hơn mấy cái này tông uống. Thôi lát trường mà. Cái thôi mày để nó luôn đi, mày muốn lát con xé luôn tiên à, mày cắt nhỏ ra được rồi. Nóng quá. Nóng quá. Để từ nó nguội rồi cắt. Ăn đi, khỏi ăn luôn. Ăn đi, lát nguội cắt. Qua đó ngồi đi, đi rửa tay đi. Cái đùi gà nướng với lại mắt hén hạt dổi, bây giờ mình chấm với lại cái nước chấm mắt hén hạt dổi ớt rồi, giả rồi ha. Thưởng thức. Rất là ngon, rất là thơm. Thì mình nắng này xong bây giờ mình sẽ qua bên kia. Phải mình lấy cái đùi mà nướng với lại muối ớt. Muối tiêu ớt theo kiểu Đông Nam Bộ. Rồi. Đây là món gà nướng muối ớt. Quá ngon. Rất là ngon. Thịt rất là thấm. Chấm với muối tiêu. Thịt gà rất là săn. À có như một bên là muối ớt, một bên là mắt hén. Ừ. Ừ. Thôi. Vô. Mình ướp cho mình ấy. Cô nước nước cô. Số 1. Đó. Đó vậy mới giống chứ không? Ừ. Rồi đây nữa. Tội con cháu giờ nó đi sáng giờ nó không ăn số gì. Số 3. Nó ăn khí thế luôn á. Rồi. Không không. Rồi 1 2 3. Vô. Nó lên rửa cho ba. Rồi, cái rửa coi. Rồi. Nè, 1, 2, 3 nè. 1, 2, 3, vô. Vậy nó vô có khi thế. Ngon quá. Trời ơi. Trời ơi, sáng chịu nến giờ đang ăn rồi mày làm sao mà kịp. Còn ở ấp ngoài ấp 2, đổ ra bệnh. Còn đang ở ấp mấy. Thôi để đó luôn em. Mày luôn em. Đây bữa nào anh trồng cây ở nhà anh mũi quá. Cuối cùng thì mình cũng đã thưởng thức xong hai món gà nướng theo hai loại, hai cách khác nhau. Thì mỗi cái món gà như vậy thì có một cái hương vị đặc trưng khác nhau rất là ngon. Thì nếu mà có dịp thì các bạn hãy thử làm theo mình nha.
Hẹn gặp lại các bạn vào những video clip tiếp theo. Nhớ bấm nút đăng ký bên dưới và share clip của mình nha. Xin chào và hẹn gặp lại.